các bạn, hôm nay mình đi kiểm tra cái mộ tại nghĩa trang ở thành phố biên hòa. mình xin giới thiệu với các bạn, à, mình cùng các đệ tử của thầy, tức là của trung tâm phong thủy tâm thiện ở phía nam là cơ sở 2 hôm nay là mình đi kiểm tra các mộ mà ở tại khu vực nghĩa trang trước mắt các bạn và à, ở đây thì mình cũng áp dụng những nguyên tắc mà được thầy chỉ dạy để tầm lòng điểm huyệt mà tìm hướng mộ tốt đem lại được cái vượng phát cho gia chủ sau đây mình giới thiệu một trích đoạn video ngắn của mình để các bạn cùng tham khảo và nếu các bạn có sự liên hệ xin gọi về số điện thoại của mình ở phía dưới màn hình mình xin chân thành cảm ơn cơ sở của mình là thành viên cơ sở thứ hai ở trung tâm phong thủy tâm thiện và ở trong khu vực miền Nam tức là Sài Gòn Đồng Nai Biên Hòa thì mình cùng các anh chị cùng trong nhóm đã được học và xuất sư thì thầy cho phép là gì đi giúp đời và tôn chỉ của thầy là gì là đi giúp đời miễn phí A Di Đà Phật các bạn ủng hộ cho mình trên số điện thoại mình đã ghi ở dưới màn hình xin chào xin hẹn gặp lại ở video sau A Di Đà Phật